Xin chào tất cả các anh em theo dõi trên kênh Tuyên Mô Tô. Ngày hôm nay Tuyên sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc xe Honda Solix nude màu xanh. Đây chắc chắn là một chiếc xe tuyệt vời cho những người yêu thích màu sắc nổi bật với thiết kế thể thao và những cái đường nét tinh tế. Chiếc xe này không chỉ đẹp mắt mà còn rất bền bỉ. Với động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành ổn định, Honda Solix nude màu xanh sẽ mang đến cho bạn những cái trải nghiệm lái xe tuyệt vời trên mọi địa hình. Hơn nữa, với giá cả phải chăng, chiếc xe này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những người đam mê xe máy và muốn sở hữu một chiếc xe chất lượng, nhỏ gọn. Và bật mí với tất cả anh em rằng để sở hữu chiếc xe này, bạn chỉ cần chuẩn bị số tiền trả trước tối thiểu là 7 triệu đồng là có thể mang xe về được rồi. Để tìm hiểu chi tiết, anh em có thể liên hệ theo hotline trên màn hình hoặc kéo xuống phần mô tả của video để tìm hiểu chi tiết hơn về chiếc xe này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video chia sẻ về những mẫu xe nước, xe cột tay, những xe thể thao trên kênh Tuyên Mô Tô.